Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Hôm nay đây là một cái lô đất thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Lô đất có diện tích lên đến 3 công nha tất cả anh chị, có mặt tiền lộ đan 3m, đó là 44m nhân vô 63m nha. Tổng cái diện tích nó là 3 công. Thì trên màn hình tất cả anh chị là cái đường lộ nhựa đang làm nha tất cả anh chị, giờ quẹo vô lộ đan nè. Xe hơi tới đất nha tất cả anh chị. Thì đối với cái lô đất này có điện 3 pha nha tất cả anh chị. Lô đất này cách về ngã năm Hoàng Gia, khu vực Tiền Giang, Tân Phước chỉ có 4,8 km nha. Còn ngay chỗ cách về ngay ngã năm Hoàng Gia về tới ngay quốc lộ 62 khu vực Thịnh Hóa là khoảng 6 km nha tất cả anh chị. Nói chung thì các anh chị khu vực Sài Gòn muốn về xem lô đất này có thể từ Sài Gòn về tới trung tâm Thịnh Hóa và đi theo hướng về ngã năm Hoàng Gia là xem đất cũng được nha tất cả anh chị. Còn các anh chị khu vực lân cận thì cứ về ngay chỗ ngã năm Hoàng Gia là mình xem đất nha. Thì từ Sài Gòn về tới trung tâm Thịnh Hóa khoảng 62 km nha tất cả anh chị. Thì theo hướng về ngã năm Hoàng Gia và tới đất nữa là khoảng chạng cỡ 72 km nha tất cả anh chị. Thì lô đất này rất là thích hợp cho các anh chị nào mua để định cư hay cất nhà vân vân nha. Thì lô đất này có lộ đanh 3m này, mặt tiền lên đến 44m nha tất cả anh chị. Thì ba công này thì chủ bán một công, bán hai công hoặc bán hết nha tất cả anh chị. Các anh chị mua hết thì chủ bán hết, mua lẻ bán lẻ nha, bán lẻ là bán một công nha tất cả anh chị. Rồi em cũng xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Thì chủ bán với giá là 400 triệu trên một công nha tất cả anh chị. Thì 44m này nhân vô 63m thì phân ra một công chắc cũng hơn mười mấy mét á. Để một tí nữa em quét lên bản đồ cho tất cả anh chị xem cái hình dạng lô đất này như thế nào nha tất cả anh chị. Đây trên màn hình tất cả anh chị nhìn xa xa kế bên á thì người ta đang lập vườn trồng bầu trồng bí nha tất cả anh chị. Thì các anh chị nào muốn mua một công tài chính cỡ 400 triệu thì mua sở hữu để cất một cái nhà mình định cư ở thì rất ok nha tất cả anh chị. Thì điện thì khỏi nói rồi, nước thì mình chỉ cần kéo xài thôi nha tất cả anh chị. Lô đất này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng mà mới lập tìm một cái nơi để định cư nha tất cả anh chị. Thích hợp cho các anh chị nào đầu tư khu vực Tiền Giang á thì mình mua mình ở thì rất là hợp lý. Thì phía trước lô đất này có một con kênh nữa nha tất cả anh chị. Con kênh này tầm chạng khoảng 12 đến 15 mét. Lô đất rất là đẹp nha tất cả anh chị, có mặt tiền lên đến 44m nhân vô 63m thì tổng diện tích là 3 công nha tất cả anh chị. Các anh chị mua hết 3 công bán hết 3 công, mua một công bán một công, mua hai công bán hai công nha tất cả anh chị. Chủ bán với giá là 400 triệu trên 1.000m², 400 triệu cho công nha tất cả anh chị. Và cái lô đất này có hướng là hướng Tây nha tất cả anh chị. Nói chung thì các anh chị nào phù hợp về hướng Tây mua sở hữu rất là tốt nha. Đây em quét lên không ảnh cái hình dạng lô đất như thế này nha tất cả anh chị. Ngang 44m vô thì em quét 66m luôn đó. Thì lô đất này tổng diện tích là 3 công, lộ là lộ xe hơi. Thì cách về ngã năm Hoàng Gia đó là 4,8 km. Nói chung các anh chị đi chợ thì cũng gần, trường học này kia mình về đó cũng được. Thì trên màn hình tất anh chị đây là hướng của lô đất nha tất anh chị, hướng Tây. Các anh chị nào phù hợp hướng Tây
thì mình mua để mang đến tài lộc cũng như là may mắn đến gia đình bản thân nha tất cả anh chị. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý hay phù hợp với mình thì anh chị hãy liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp với mình, phù hợp về túi tiền cũng như phù hợp về hướng phong thủy nha tất cả anh chị. Và trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng từ ngã năm Hoàng Gia về tới quốc lộ 62 nha. Rồi. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.